Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Dấu hiệu cảnh báo viêm túi thừa đại tràng. Túi thừa là sự phình ra của một khối tròn ở đại tràng. Nó xảy ra khi lớp lót bên trong của ruột kết sẽ yếu đi và tạo thành một hoặc nhiều túi. Khi những túi này bị viêm hay nhiễm trùng thì được gọi là bệnh viêm túi thừa đại tràng. Tỷ lệ viêm túi thừa đại tràng, túi thừa có thể từ cỡ hạt đậu đến lớn hơn nhiều. Được hình thành do áp lực tăng lên các điểm yếu của thành ruột bằng khí, chất thải hoặc chất lỏng. Túi thừa có thể hình thành khi căng thẳng trong khi đi tiêu, chẳng hạn như táo bón. Chúng phổ biến nhất ở phần dưới của ruột già, được gọi là đại tràng sigma. Hầu hết mọi người sẽ không có hoặc có ít triệu chứng từ túi thừa. Một trong những biến chứng này là chảy máu trực tràng, được gọi là chảy máu túi thừa, và một biến chứng khác là nhiễm trùng túi thừa, được gọi là viêm túi thừa. Viêm túi thừa đại tràng rất phổ biến và xảy ra ở 10% người trên 40 tuổi và 50% người trên 60 tuổi, và nếu ở tuổi 80, tỷ lệ này lên tới 65%. Các nghiên cứu gần đây cho thấy tỷ lệ có túi thừa đại tràng ở những người trưởng thành trẻ béo phì đang gia tăng. Dấu hiệu viêm túi thừa đại tràng là gì? Viêm túi thừa có thể gây ra các triệu chứng từ nhẹ đến nặng. Những triệu chứng này có thể xuất hiện đột ngột hoặc chúng có thể phát triển dần dần trong vài ngày. Các triệu chứng tiềm ẩn của bệnh túi thừa đại tràng, phần lớn những người mắc bệnh túi thừa sẽ không bao giờ gặp bất kỳ triệu chứng nào, chỉ vô tình phát hiện khi đi khám sức khỏe vì lý do bệnh khác. Tuy nhiên, ở một số người bệnh có thể có triệu chứng như đau bụng, thay đổi thói quen đại tiện, táo bón và cũng có thể có tiêu chảy nhưng ít gặp hơn. Có lượng nhỏ máu trong phân, đầy hơi. Nếu túi thừa này bị viêm thì người bệnh sẽ có các triệu chứng như sau: đau bụng liên tục hoặc dữ dội, đi tiểu thường xuyên hơn, đi tiểu đau, buồn nôn và ói mửa. Sốt và ớn lạnh, người bệnh có thể đi ngoài ra máu có trong phân, chảy máu từ trực tràng. Đau bụng là triệu chứng phổ biến nhất của viêm túi thừa, vị trí thường gặp là ở phía dưới bên trái của bụng của người bệnh. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0, cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Nhưng nó cũng có thể phát triển sang phía bên phải của bụng nếu phát hiện bất kỳ triệu chứng nào ở trên. Chẳng hạn như nôn mửa hoặc có máu trong phân, đó có thể là dấu hiệu của biến chứng nghiêm trọng do viêm túi thừa hoặc một tình trạng bệnh khác. Người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời. Làm thế nào được chẩn đoán viêm túi thừa? Nếu bạn đang gặp các triệu chứng của viêm túi thừa, điều quan trọng là phải đi khám bác sĩ. Bác sĩ sẽ đặt câu hỏi về lịch sử y tế của bạn như thói quen đại tiện, triệu chứng, chế độ ăn uống và thuốc hiện tại, và thực hiện kiểm tra thể chất có thể bao gồm khám trực tràng và nội soi đại tràng. Một hoặc nhiều xét nghiệm chẩn đoán có thể được thực hiện. Các xét nghiệm thường bao gồm xét nghiệm máu để kiểm tra các dấu hiệu nhiễm trùng, xét nghiệm phân để kiểm tra sự hiện diện của máu trong phân hoặc sự hiện diện của nhiễm trùng, và chụp CT scan ổ bụng. Ở những người bị chảy máu trực tràng nhanh, nặng, bác sĩ có thể thực hiện một thủ tục gọi là chụp động mạch để xác định nguồn gốc của chảy máu. Điều trị viêm túi thừa đại tràng, hầu hết bệnh nhân mắc bệnh túi thừa có tối thiểu hoặc không có triệu chứng và không cần điều trị cụ thể. Một chế độ ăn nhiều chất xơ và chất bổ sung chất xơ được khuyến nghị để ngăn ngừa táo bón và hình thành nhiều túi thừa. Khi các triệu chứng viêm túi thừa đau bụng, sốt nếu là nhẹ, thuốc kháng sinh uống thường là đủ. Khi đau nặng hơn, chế độ ăn lỏng để cho phép đại tràng và ruột phục hồi cũng có thể được chỉ định. Khi cơn đau ngày càng nghiêm trọng hoặc khi bị sốt cao hoặc không thể uống chất lỏng, có thể cần phải nằm viện. Cùng với kháng sinh tiêm tĩnh mạch và không ăn hoặc uống trong vài ngày, viêm túi thừa không đáp ứng với điều trị nội khoa cần phẫu thuật. Phẫu thuật thường bao gồm dẫn lưu mủ và loại bỏ đoạn đại tràng có chứa túi thừa. Cắt bỏ túi thừa chảy máu là cần thiết cho bệnh nhân chảy máu kéo dài. Phẫu thuật cũng có thể cần thiết cho bất kỳ túi thừa nào ăn mòn vào bàng quang, gây nhiễm trùng nước tiểu nặng, tái phát và đi qua khí trong khi đi tiểu, và để điều trị tắc nghẽn đường ruột. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.